Hi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Bây giờ là khoảng 12 giờ rưỡi ha. Ở trên tay mình là đây nó có một cái tờ giấy phô, giấy kẻ ô. Đây nè. Các anh chị thấy ở phía đây nè, nó bị lợt đúng không? Đây nó bị lợt. Thì trong quá trình chạy máy á thì nó sẽ không có thể nào mà nó sẽ không có tránh khỏi được các hiện tượng hỏng hóc. Và đặc biệt là các cái vấn đề về bộ từ. Thì các anh chị và các bạn biết là khi mà chạy máy thì cái bộ từ nó hoạt động liên tục, từ rum hoạt động liên tục và nó sẽ sinh ra ở một nhiệt độ rất là cao mà phải nói là nhiệt độ rất là nóng. Nếu các bạn chị để ý khi mà các anh chị vừa tắt máy xong, các anh chị mở hộp từ ra, các anh chị sờ dưới rất là nóng. Thì trong cái hộp từ nó vẫn có cái hệ thống quạt để nó làm mát cho máy. Tuy nhiên là khi mà chúng ta chạy ở cái thời điểm hiện tại bây giờ, tức là thời tiết nóng, thứ hai nữa nếu các anh chị mà đặt máy ở những vị trí mà không có cái không khí thoáng hoặc là không có gió lùa vào, gió mát thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng từ đóng cục, đó là chuyện bình thường. Tại vì trong cái khi mà mình chạy thì nó sinh nhiệt ra thì trong cái mực nó sẽ khi ở nhiệt độ cao nó sẽ từ từ nó sẽ nóng chảy. Đối với ở khi mà cái mực mà nó chạy qua ở cái bộ sấy thì nó nằm ở cái nhiệt độ thì khoảng 190 đến 200 mấy ha, thì theo cái nhiệt độ trong máy mà mình biết thì nó sẽ bắt đầu nó sẽ nung chảy mực. Thì đối với khi mà cái bộ từ chúng ta nó ở cái nhiệt độ cao thì dần 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 thì nó sẽ những cái mực của chúng ta nó sẽ kết dính lại với nhau và nó sẽ ra cái ra cái hiện tượng đóng cục. Và đối với ở mức độ nhẹ thì nó sẽ chỉ có xước thôi, như cái tờ giấy này nè, nó chỉ làm mờ nhẹ. Đối với ở mức độ nhẹ hoặc là trong cái từ nó chỉ đóng những cái cục nhỏ li ti thôi, nhỏ li ti. Hoặc là các anh chị khi mà phô ra, các anh chị sẽ thấy cái hiện tượng là cái nền đó. Nhất là cái phô tô sổ hộ khẩu mà màu màu đỏ thì các anh chị sẽ thấy cái nền nó có những cái chấm, nó trắng 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 trắng, nó bung bung ra giống như cái nang hoa vậy ha. Thì nó có thể là có nhiều hoặc có ít tùy theo ở mức độ mà cái những cái hạt li ti nó đóng trong từ nhiều hay ít ha. Thì nếu đó là đối với mức độ nhẹ. Còn đối với mức độ nặng là khi mà chúng ta đang chạy thì cái bảng in nó sẽ không có chữ luôn, cái bảng phô ra không có chữ, tại vì cái từ nó đứng. Thì mới đầu thì nó sẽ phô ra không có chữ, nhưng mà khi đó nó sẽ báo cái lỗi là SC441. Đó là khi gặp lỗi đó thì các anh chị đánh đánh ngay tới hộp từ rồi. Thì đó là cái hiện tượng đối với thời tiết nóng nó bị ảnh hưởng tới hộp từ. Còn khi mà mình phô cái bảng phô ra, đối với máy vẫn chạy bình thường. Có thể là đối với những cái bảng phô mà nó ở cái bảng mà gọi là các văn bản tài liệu để đọc thì có thể là chúng ta chấp nhận được để chúng ta phô cho khách hàng. Còn đối với như mà cái tờ giấy này, đây là một tờ giấy mà phô để cho học sinh viết kiểm tra, thì do đó chúng ta bắt buộc chúng ta phải xử lý cái hợp từ, xử lý hợp từ để cho nó chạy ra cho nó đều. Do đó là khi gặp trường hợp này thì các anh chị sẽ đánh giá ngay đó là nó nguyên nhân nó chủ yếu tập trung vào hợp từ thôi, chứ nó không có loại trừ các nguyên nhân của tất cả các bộ phận sấy hay là bộ phận rum hay là bộ phận gương. Tại khi bộ phận gương thì nó sẽ mờ đều cho nó không sẽ có nó sẽ không có theo cái làn được. Do đó là các anh chị sẽ tập trung, các anh chị xử lý hợp từ. Thì xử lý hợp từ cũng rất là dễ thôi ha, thì mình chỉ đối với các anh chị mà đã thao tác một hai lần mở hợp từ rồi thì mình đảm bảo trong vòng khoảng 15 phút thôi là các anh chị có thể là mở hộp từ ra, ray từ và ráp lại được rồi. Thì chúng ta xử lý công việc. Thì bây giờ mình sẽ xử lý cái hộp từ của mình coi thử cái hộp từ. Mình sẽ cho các bạn thấy là cái hộp từ ở mức độ nhẹ nó lợt như cái bảng phô nãy đó, thì nó cũng rất là nhanh thôi. Khi mà mình đã hiểu, mình đã biết cách thay hộp từ rồi thì biết cách làm hộp từ rồi thì chúng ta rất là dễ, chúng ta rất thao tác. Khi mà làm máy vô tôn mà các anh chị á, mà đã biết về cách sửa máy rồi thì nó rất là đơn giản ha. Đối với về cái tháo hộp từ, ray từ như thế nào thì ở trong cái kênh của mình cũng đã có một hai video rồi, thì các anh chị cứ vào trong đó, các anh chị tìm, các anh chị xem ha. Tại vì mình không có thời gian để mình phải quay lại mình chỉ từ đầu là để chỉ tháo hộp từ thế nào. Tuy nhiên rất rất là nhanh khi chúng ta để ha, chúng ta đẩy ra, chúng ta rút cái hộp từ ra. Này. Tức là cái máy của mình á, máy của mình đã để một cái thời gian rồi mà cái bây giờ cái hộp từ
nó cũng rất là nóng, à, nó cũng ra rất là nóng. Bây giờ mình sẽ bỏ ra cái bàn ở trên mức độ bàn bằng phẳng để chúng ta bắt đầu chúng ta sẽ kiểm tra, à, coi thử chúng ta sẽ xoay thử hộp tự thử là nó có những cái viên đó nó sẽ kẹt ở chỗ nào và chúng ta sẽ có cách xử lý nha. Rồi trước tiên mà khi mà tháo hộp từ ra khỏi máy thì để xử lý thì các anh chị nên để ở cái hộp từ này ở trên một cái bàn mặt phẳng, bàn phẳng nha. Sau đó các anh chị sẽ dùng tay các anh chị xoay thử cái hộp từ nè, à, chúng ta sẽ xoay, các anh chị sẽ thấy, thì các anh chị sẽ thấy bên đây nè, à, tức là ở phía bên đây thì nó sẽ đều hết, nhưng mà phía bên đây nè các anh chị có thấy nó lởm chởm không, nó lởm chởm này, nó không có đều. Thứ nhất bây giờ mình sẽ tháo cái miếng siêu từ ra. Đây là miếng siêu từ, à, thì nói về cái miếng siêu từ này thì có một vài bạn á, dán thì nó hay bị bung. Lý do đây các anh chị thấy là cái siêu từ nè, ha, thì các anh chị thấy người ta dán không, là người ta dán lên trên sát cái mép này luôn nè, ha, đây nè cái siêu từ nè. Chúng ta mua cái lá lúa trong cái hướng mực trong rơm á, chúng ta về chúng ta dán thì chúng ta sẽ dán xích trên đây. Có nhiều anh chị không biết dán con mép chút xíu dưới đây thì nó dễ bị bung và nó sẽ gây ra hiện tượng hư rơm nha, nó chạy lâu ngày nó bị mòn rơm. Cho đó là các chị cố gắng, nếu mà siêu từ thì các chị cố gắng để ý giùm ha, tức là chúng ta sẽ dán bằng mép trên đây nè, ha, bằng mép trên đây nè, đó các anh chị thấy bây giờ lắc này nè, các anh chị thấy từ siêu từ đây nó dán sẵn thêm mép bên đây luôn ha. Rồi bây giờ quay trở lại cái vấn đề rơm, thì bây giờ các anh chị các bạn sẽ thấy nè, đây nè hay ha, thì cái rơm này cái bậc đây nó không có đủ nè, chúng ta xoay nè nha, chúng ta xoay nó không có đủ đúng không, ở đây nó sẽ có một lần không có đủ. Thì bây giờ thứ nhất chúng ta sẽ dỡ cái thước tự lên, à, chúng ta sẽ mở cái ốc cây thước tự ra luôn, chúng ta dỡ lên nha, để chúng ta coi thử là trong đó nó sẽ có các hiện tượng hột nó như thế nào, tùy theo mức độ nặng á thì chúng ta sẽ rây luôn. Còn nếu mà các anh chị không có thời gian thì các anh chị chỉ mở ra, các anh chị xử lý các cái hạt đóng đó, rồi sau đó chúng ta sẽ bỏ vào chúng ta chạy. Thì sau khi mở, đây là cái thước từ, chúng ta mở cái thước từ ra rồi, bây giờ chúng ta sẽ xoay, chúng ta sẽ xoay cái đây nè, bây giờ chúng ta sẽ xoay cái trục từ lên, thì bây giờ ở đây nó có sẽ có các hạt, gọi là cái hạt nó đóng cục. Sẽ thấy đây nó có cái hạt đóng cục nè, các anh chị bị lấy tay nè ha, các anh chị lấy cái tay các anh chị đè vào, các anh chị sờ nhẹ thì nó sẽ có nổi lên cái cục nè, đây là cái cục, bỏ xuống cho các bạn coi, đây anh chị thấy không, đây là cái cục ha. Thì cái cục này nó sẽ gây ra cái hiện tượng nó chặn ở đó. Bây giờ đối với những cái chỗ mà cái từ nó bị thưa nè, các anh chị thấy cái bị thưa không, các anh chị dùng cái tay này các anh chị đè vào ha, các anh chị cái đè vào các anh chị lấy ra thì nó sẽ rớt, nó sẽ có một cái cục nè, đây là những cái cục mà nó chặn thôi. Thì cái máy này lúc mà mình cũng đã mới ray rồi, đây là mức độ nhẹ nên mình chỉ mở ra mình xử lý những cái hạt này thôi này. Đó các anh chị thấy là đối với những cái chỗ nào mà nó sẽ có cái hiện tượng nó đóng á, à, có cái hiện tượng nào mà nó sẽ đóng thì nó sẽ có cái hiện tượng là nó sẽ đóng, nó sẽ có những cái cục nó giống như một cái cục sạn vậy đó, à, giờ đó chúng ta sẽ rờ này nè thì nó sẽ đóng đó, chúng ta sẽ lấy ra. Còn nếu mà các anh chị mà có thời gian á thì các anh chị mở ra các anh chị ray lại một lần nữa ha. Và cái lưới ray á, làm sao các anh chị chọn những cái lưới ray do gọi là những cái gì cái lưới mà nghiền cháo cho trẻ em á, mà cái lưới càng bệnh thì nó càng tốt nha, càng bệnh càng tốt đó. Thì khi đó là các anh chị sẽ xử lý, đây là xử lý nhanh tại mình không có thời gian nên mình sẽ xử lý nhanh bằng cách này. Còn nếu mà các anh chị mà có thời gian nhiều thì các anh chị sẽ tháo luôn cái từ này ra, các anh chị ray. Về cách tháo và ray từ như thế nào thì các anh chị cứ lên trên cái kênh Bado Official của mình, trong vào cái mục hướng dẫn chia sẻ kinh nghiệm photo in ấn thì nó có các video về tháo và ray từ, thì các anh chị cứ vào đó các anh chị xem và các anh chị thực hiện ha. Rồi sau khi mình loại bỏ các cái hột nhỏ thế này nè ha, thì các anh chị bỏ cái thước lại vào, các anh chị tiếp tục các anh chị xoay.
các anh chị xoay nha. Mục đích để làm gì? Mục đích là để coi thử là chúng ta nó còn có những cái hạt nào hay không. Thì bây giờ chúng ta sẽ, bây giờ mình sẽ đưa cái thước này vào, chúng ta xoay xong và chúng ta sẽ canh. À, đối với những, đối với mình hoặc là các bạn nào mà đã tay nghề nó cứng rồi, tức là nó khi mà chúng ta chỉnh thước tỳ, thước tự thì có thể là chỉnh bằng mắt được, thì chúng ta sẽ biết được cái cách độ đều như thế nào. Còn nếu các anh chị nào mới mà các anh chị chưa quen thì các anh chị phải có lấy cái vật làm chuẩn. Thì các anh chị có cái dao rọc giấy thế nè, các anh chị bật cái lưỡi dao ra ha, các anh chị để vào, các anh chị để vào, nhằm nâng thứ tự lên và các anh chị thọc cái vào trong cái khe này, các anh chị để vào trong đây ha. Và sau đó các anh chị dùng ốc các anh chị siết lại. Đây là gọi là cái vật làm chuẩn ha, chúng ta sẽ lấy một cái vật làm chuẩn thì chúng ta sẽ siết lại. Rồi, sau đó chúng ta rút ra và vào phía bên này cũng lại ha. Tại vì cái mép dao này nè thì nó sẽ tạo cho các bạn có được cái cảm nhận cái độ chuẩn của nó. Còn đối với mình á, thì mình ít có khi sử dụng cái này, có thể là mình chỉnh bằng mắt. Tại vì mình đã quen rồi là mình chỉnh cái từ nó đều như thế nào thì mình đã quen mắt rồi. Còn cái nếu các bạn không có quen, các bạn mới, các bạn không quen thì các bạn cứ làm theo cái hình thức này thì cho tiện, cho dễ tất cả các bạn. Còn nếu mà sau làm bằng hình thức này mà nó còn có những chỗ đầm chỗ lợt thì các anh chị cứ nâng nhẹ cái thước tự lên ở góc đó, mở ra và nâng nhẹ lên thôi. Rồi sau khi rút ra rồi chúng ta sẽ quay. À, chúng ta sẽ quay, chúng ta sẽ coi nha. Hình như phía này nó còn một cái cục sạn nhỏ. Nói chung đối với thời gian mà gấp gáp và chạy thì mình hay sử dụng theo cái hình thức này để mình làm. Còn mà khi nào mà nó đã đóng cục nặng rồi thì mình mới bỏ ra mình ray, mà ray luôn. Nha, trong đây nó còn một cục nhỏ này. Nếu các bạn nào mà mới thì các bạn sẽ đưa cái dao vào đây và các bạn đẩy cái này, đẩy thước tự xuống, các bạn dặn ốc lại cho nó cứng. Rồi các bạn qua đây tiếp tục lần thứ hai. Rồi sau đó các bạn chị các bạn quay cái hộp từ. Thì quay cái hộp từ á, mình chú ý các anh chị chú ý với mình nè. Khi cái hộp từ thì các anh chị hơi nghiêng cái hộp từ về trước. Mục đích là gì? Mục đích là để cho cái hộp từ á nó đều cái thước từ, mình chỉnh cái thước từ đã nè. Đúng không? Cái thứ hai là khi mà nếu các anh chị mà lỡ mà có chỉnh mà nó hơi cái thước từ này nó hơi cao á, thì khi mà các anh chị dồn cái hộp từ nghiêng về phía trước á, thì cái từ nó sẽ có cái hiện tượng leo từ liền. À, khi mà quay á, thứ nhất là nó quay nó nặng, thứ hai là có hiện tượng leo từ, do đó chúng ta sẽ điều chỉnh cái thước. À, do đó khi mà các anh chị điều chỉnh á, thì các anh chị là xem nè, à, cái lớp một cái lớp từ mà nó bám trong cái trục từ á, nó phải đều từ đầu này qua đầu kia. À, thì khi mà các anh chị xoay từ thì các anh chị sẽ thấy những cái đường lằn từ nó xếp với nhau, à, đường lằn thế này, thì đó khi đó là một cái đường lằn nó phải là tương đồng với nhau. À, do đó những cái phần nào mà nó không tương đồng với nhau thì các anh chị sẽ mở ra thế này, các anh chị gõ nhẹ nè, các anh chị nhỏ nhẹ, rồi các anh chị sẽ xoay, ha, sẽ xoay cái thước từ, sẽ xoay cái trục từ cho tất cả các anh chị ha. Rồi sau khi các anh chị xoay đều xong hết phải không, các anh chị dặn cứng lại. Rồi các anh chị dừng cứng lại. Rồi sau đó các anh chị xoay.
Các anh chị cứ xay đi xay lại, các anh chị thử nha, thử cái thước từ. Tại vì trong quá trình nhiều lúc mình làm, nếu mình thấy mà cái từ bên đây nó mỏng hơn bên góc bên đây, thì chúng ta sẽ là dùng cái tay chúng ta nâng nhẹ lên ha. Và chúng ta xoay khi nào từ nó đều hết bằng cái đầu bên phía bên còn lại, thì chúng ta sẽ giữ ở cái mức độ cái thước từ đó và chúng ta xây dựng ốc. Các khi mà các bạn và các anh chị làm cái hợp từ thì cố gắng giúp mình là để trên những trên một cái bàn có mặt phẳng tốt, để cho nó từ nó không bị lệch về phía nào hết, kể cả những cái máy photo chúng ta đặt phải, chúng ta phải đặt ở một mặt phẳng ha. Chúng ta không đặt được đặt máy nghiêng, tại vì trong quá trình từ có thể là hợp từ nó nghiêng thì cái từ nó sẽ dồn vào phía bên và cái bên kia nó sẽ nặng hơn, và một bên nó sẽ mực nó từ nó ít hơn, nó sẽ gây ra lệch bảng, nó không có đều trên bảng. Rồi sau khi chỉnh xong ha, chúng ta dặn lại cái phần nào leo từ bột bụi rồi, dưới đây chúng ta dùng cái khăn ướt chúng ta lau sơ qua ha. Rồi sau đó là chúng ta sẽ xoay lại lần nữa, từ đều hết rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bỏ vào, chúng ta xoay từ chúng ta bỏ vào. Các anh chị chú ý là khi trong quá trình làm thì mình sẽ theo khi bỏ từ vào thì chúng ta sẽ xoay cái bộ mấy cái cốt trong cái bộ từ này coi thử là nó có nhẹ hay không. Nếu mà nó nặng không phải là do từ nó bị đóng cục, mà lý do là do có thể là những cái phốt từ nó lâu ngày nó bị rít, do đó là chúng ta sẽ tiến hành chúng ta thay phốt từ nếu chúng ta có phốt từ rồi và chúng ta có đủ thời gian để chúng ta làm. Còn đối với thời gian gấp thì các anh chị cứ bảo là các anh chị chạy khi nào mà cảm thấy mà nó đã trục trặc mà nó đứng ấy, thì chúng ta sẽ làm luôn hộp từ một lần. Đó là đây là những cái hình thức mà nói chung là chúng ta xử lý làm sao cho công việc chúng ta nó ổn định. Rồi đó là những cách xử lý đơn giản mà mình cảm thấy là nếu các anh chị các bạn nào đã biết rồi thì đã trải qua rồi thì nó sẽ khá là đơn giản. Và điều đặc biệt là chúng ta nếu chúng ta đã biết cách xử lý thì chúng ta sẽ đỡ rất là nhiều cái tiền, và để chúng ta mua chúng ta kêu thợ, chúng ta mua linh kiện ha, chúng ta phải còn tốn công phải tốn tiền thuê thợ về sửa. Còn nếu mình đã biết rồi thì mình nghĩ đây là những cái đơn giản chúng ta có thể làm được, thì các bạn cứ tự tin, các bạn mạnh dạn, các bạn mở ra, các bạn làm. Nếu các bạn cảm thấy mà ví dụ làm lần đầu tiên thì nó chưa ngon lành lắm, thì khi mà mấy chục chặt lần thứ hai thì các bạn sẽ có kinh nghiệm thêm nữa thì các bạn làm. Rồi video chia sẻ của mình tới đây là kết thúc, hy vọng nó sẽ có ích được cho tất cả các anh chị và các bạn. Và đặc biệt là các anh chị và các bạn nào mà mới vào nghề, mới vừa mở tiệm ô tô, thì mình nghĩ đây là một trong những cái nội dung, những cái chia sẻ nó sẽ giúp ích được cho tất cả các bạn và các anh chị. Nếu các bạn nào và các anh chị mới vừa ghé qua kênh Bado Official thì các anh chị hãy cố gắng giúp mình đăng ký kênh để cho kênh này phát triển nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn và các anh chị ở video sau. Chúc các bạn và các anh chị thật nhiều sức khỏe và làm ăn thật nhiều đã khách. Bye bye.